Hello mọi người, mình là Ngân đây. Hôm nay thì mình sẽ review mọi người một cái kem chống nắng của Cancer Council. Và cái loại này là cái loại dòng Active Sunscreen của nó. Nếu mọi người chưa biết mình là ai thì mình là Ngân. Mình có niềm đam mê rất lớn đối với chăm sóc da và kem chống nắng. Đừng quên subscribe cho kênh channel của mình để có thể theo dõi video của mình mỗi tuần. Bạn còn có thể theo dõi TikTok của mình, nơi mà mình test thử nghiệm kết cấu của rất là nhiều kem chống nắng. Và có một cái quick review để có thể là giúp mọi người tìm được cái kem chống nắng phù hợp với làn da của mọi người. Mình còn có một cái shop nhỏ tên là AMC, và mình nhập khẩu những cái sản phẩm từ Hàn Quốc của iUnique và Purito. Và chúng là 100% chính hãng, mình đảm bảo với lại uy tín của mình. Nếu bạn hứng thú với những sản phẩm này, bạn có thể là check out AMC của mình qua amc.vn hoặc là shop AMC trên Shopee và Lazada, với lại Sen Đỏ luôn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ quay trở lại với cái video này thì mình sẽ review cái kem chống nắng này. Đây là cái kem chống nắng Cancer Council Active Sunscreen SPF 50+, chống được cả UVA và UVB, Broad Spectrum Protection. Ok, cái strip này nó có 110ml, cho nên là nó khá là to luôn á mọi người. Cancer Council là một trong những cái dòng chống nắng mà được coi là bán chạy ở Úc và cũng khá là nổi tiếng ở trên thị trường Việt Nam trong cái thời gian gần đây. Và đây không phải là cái kem chống nắng đầu tiên mà mình review của nó. Mình review của nó là cái dòng mà moisturizer, kem chống nắng, kem dưỡng chống nắng nè. Rồi cái dòng zinc của nó mình cũng có review nè. Nên là nếu mà mọi người thấy hứng thú thì mọi người hãy check out nha. Okay, bây giờ thì quay lại cái kem chống nắng này. Chỉ số chống nắng của nó là SPF 50+, và cả chống được cả TUVA và TUVB. Đây là cái dòng Active của nó. Cái dòng Active nó sẽ được thiết kế để cho những cái hoạt động ngoài trời, đi bơi, đi biển, những cái hoạt động nào mà mình hay đổ mồ hôi và hay tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời á. Đây là cái kem chống nắng thuần hóa học và nó có chứa 4 màng lọc chống nắng hóa học. Hầu hết là những cái màng lọc chống nắng hóa học của nó thuộc thế hệ truyền thống, là thuộc thế hệ cũ, nhưng vẫn có một cái màng chống nắng thuộc thế hệ mới. Mình có là Avobenzone. Avobenzone là tia chống được UVA huyền thoại, và mình luôn luôn nói trong những cái video này, tuy là Avobenzone chống được tia UVA rất là tốt, nhưng mà nó cũng rất là không ổn định ở dưới ánh nắng mặt trời. Có nghĩa là cái power, cái hiệu suất chống nắng của nó dưới ánh nắng mặt trời nó sẽ giảm dần theo thời gian, và cái khả năng giảm của nó rất là nhanh, cho nên là nó sẽ thường không có đứng một mình, nó sẽ đi với lại những cái màn lọc chống nắng khác để giúp ổn định cái Avobenzone này. Và những cái màn lọc chống nắng đi theo để ổn định cái tia chống nắng Avobenzone này đó là Octocrylene, nó chiếm 2%, Avobenzone thì nó sẽ chiếm là 5%. Octocrylene thì nó sẽ chống tia UVB, và cái màn lọc chống nắng này nó không có đủ mạnh lắm, cho nên là nó cũng không có đi một mình. Cái nhiệm vụ chính của nó là nó sẽ ổn định cái màng lọc chống nắng Avobenzone. Ngoài ra thì mình sẽ còn có cái màng lọc chống nắng UVB nữa, đó là methylbenzazidine camphor. Và cái màng lọc chống nắng này là nó chứa 4%. Tuy rằng cái màng lọc chống nắng này nó có thể là khá là stable, nó có khá là ổn định, và nó có khả năng làm ổn định những cái màng lọc chống nắng mà nó nhanh chóng mất hiệu lực ở dưới ánh nắng mặt trời á. Nhưng mà nó cũng sẽ có một vài cái side effect, là một vài những cái gọi là tác dụng phụ á. Nhiều khi những cái bạn mà da quá nhạy cảm, hay là da mà đang sau quá trình điều trị da rồi á, hoặc là da đang trong cái giai đoạn nhạy cảm á, nó sẽ có nguy cơ để gây kích ứng á. Thì gây kích ứng ở đây nó có thể là sẽ làm cho da rát hoặc là châm chích khi mà mình thoa lên, hoặc là sẽ làm cho da đỏ, tùy theo cái độ nhạy cảm và độ kích ứng của da để xem coi là cái thằng này nó biểu hiện như thế nào ở trên da. Thêm một cái điểm nữa đó là cái thằng methylbenzazidine camphor này á, ở EU và là ở European, là ở khối châu Âu với lại ở châu Úc
Australia là nó sẽ có cái limit amount percentage, có nghĩa là nó sẽ có cái khoảng giới hạn phần trăm mà đưa vào cái kem chống nắng. Thì cái giới hạn maximum của nó là 4% và nó không được vượt quá cái 4% này nếu như mà cái kem chống nắng nào hoặc là cái sản phẩm nào mà sản phẩm chống nắng mà có cái vượt quá này á, thì nó sẽ không có được an toàn lắm cho người sử dụng. Thì cái thằng này nó có cái nồng độ là 4% luôn, là ngay cái ngưỡng mà được cho phép. Và một cái màng lọc chống nắng cuối cùng cũng là một cái màng lọc chống nắng mà mình yêu thích nhất, một trong những cái màng lọc chống nắng mà mình yêu thích nhất chứ, đây là Tinosaur S. Và Tinosaur S là một cái thằng chống nắng, màng lọc chống nắng chống được cả tia UVA và tia UVB, và nó rất là ổn định dưới ánh nắng mặt trời. Nó cũng sẽ hỗ trợ những cái màng lọc chống nắng mà không ổn định khác để stabilize nó, để giúp nó ổn, giúp những cái màng lọc chống nắng khác nó ổn định hơn. Nồng độ của nó là chiếm 1.5% trong đây. Những cái màng lọc chống nắng này vẫn khá là lý tưởng để có thể là chống được tia UVA và tia UVB, nhưng nó không phải là những cái màng lọc chống nắng mà mình làm cho mình cảm thấy là impressed, là làm cho mình cảm thấy rất là bất ngờ hoặc là yêu thích từ cái nhìn đầu tiên. Nó cũng là một cái standard thôi, là một cái tiêu chuẩn để mình có thể chống nắng thôi. A weather resistant nó là up to 4 hours. Cái tested đó đó nó có nghĩa là ở trong khoảng 4 giờ đó đó thì nó vẫn có khả năng chống nắng, nhưng mà cái hiệu lực chống nắng của nó sẽ giảm ha. Ví dụ như là trong sau 1 giờ thì cái hiệu lực chống nắng của nó giảm 20%, sau 2 giờ là giảm 30, sau 3 giờ giảm 50, sau 4 giờ thì nó sẽ, ví dụ như nó chỉ giảm còn 20 hoặc 30% thôi. Nó vẫn có cái khả năng chống nắng water resistant đó, nhưng mà nó sẽ giảm đi, cho nên là bạn cần phải reapply lại, là thoa lại sau mỗi 2 giờ khi mà mình hoạt động ngoài trời và khi mà mình tiếp xúc trực tiếp với lại ánh sáng. Tiếp theo thì mình sẽ thử cái kem chống nắng này ở trên tay của mình, và bạn thấy là khi mà mình mở ra thì cái pressure, cái hold, cái giữ lực của nó cũng khá là tốt. Mình không có bị cảm thấy là bị chảy nước hoặc là bị trào ra gì cả. Và ở đây là cái dạng không có phải là giống lỏng, quá lỏng giống như lotion, hoặc là cũng không quá đặc giống như cream. Nó vẫn có chảy xuống như thế này, nhưng mà cái độ chảy của nó rất là chậm. Thì bạn cũng nghĩ là nó cũng, cái kết cấu của nó cũng giữa giữa lotion với lại cream vậy. Và nó màu trắng đục như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ tán nó ra. Ban đầu thì mình, khi mà mình tán nó ra thì nó sẽ có một bệt trắng như thế này nè. Mình cứ kiên trì để tán nó ra nhẹ nhàng. Thấy không, sau khi mà mình tán ra nhẹ nhàng thì bây giờ nó sẽ có một cái màng bóng để lại sau khi tán ra, và cũng giống như là ở trên da mặt của mình á. Da của mình á thì cái phần chữ T nó sẽ đổ dầu nhiều hơn là cái phần hai bên má với lại ở thái dương, cho nên là cái vùng chữ T của mình á, mình sẽ thấy nó bóng nhiều hơn, còn hai bên này thì mình sẽ không có thấy nó bóng. Và nó cũng sẽ apply cho những, gọi là nó cũng sẽ biểu hiện như vậy cho những cái, tương tự như vậy cho những cái bạn mà có da dầu á. Nếu như mà bạn có da dầu thì sau khi mà bạn thoa rồi á, nó sẽ có một cái độ bóng, nhưng không phải là quá nhiều. Nhưng mà nó cũng sẽ có một độ bóng tùy theo cái độ sản xuất dầu trên da của mình. Và đối với các bạn mà da khô đến quá khô thì có thể là cái độ bóng nó cũng sẽ, nó sẽ không có nhiều lắm, hoặc là có ít cho đến không có. Và khi mà bạn thấy mà mình tán ra, cái kem này nó không có phải là quá khó để tán, nó cũng thấm một cách tương đối, cũng không phải là quá nhanh để thấm, không phải đến nỗi mà mình phải oh my gosh, mình phải impressed, mình phải cảm thấy là rất là thích thú. Cái khả năng đi của nó rất là chậm á, có nghĩa là nó sẽ rít rít một tí xíu. Và mình nghĩ cái khả năng rít rít này á,
Cho đến khi mà mình tán ra rồi thì nó cũng không có còn rít nhiều nữa. Nó sẽ hỗ trợ trong cái việc water resistant của nó, trong cái việc kháng nước của nó. Kem chống nắng này á, sau khi thoa trên bề mặt da thì nó có rít rít hay không? Yes, nó có. Nó có rít, nhưng mà nó không đến nỗi khiến rít đến nỗi mà nó làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu hoặc là mình không muốn dùng nó nữa. Mình thật sự ra thì cái độ rít của nó ở cái mức tương đối mình vẫn có thể chấp nhận được, và mình vẫn có thể dùng hàng ngày cho body được, hoặc là cho những cái dịp mà mình đi tắm hoặc là đi bơi hoặc là đi biển gì đó thì mình thoa lên mặt mình vẫn cảm thấy là thoải mái. Còn một điều mà mình quên chia sẻ đối với kem chống nắng này đó là nó không có khả năng kìm dầu ha, cho nên là mình thấy là nó sẽ thích hợp hơn khi bạn có da khô hoặc là hỗn hợp thiên khô. Mà nếu bạn vẫn thích những cái kết cấu mà nó trong suốt, lên trong suốt và có cái khả năng kháng nước tốt á, thì bạn có thể dùng, nhưng mà mình xem xét thêm coi là những cái sản phẩm khác để mình phủ lên để cho có cái khả năng kìm dầu lại. Ngoài ra thì mình thấy là trong quá trình mình sử dụng thì nó không có bị vón, vón cục, nó cũng không có bị peeling, nó cũng không có bị lợn cợn gì cả. Cho nên là cái kết cấu của nó cũng khá là tốt. Mình sẽ thoa em này ở trên vùng da mặt của mình một tí để bạn có thể là hình dung xem là nó lên trên da của mình như thế nào. Mình sẽ cho một ít như thế này. Đây, nó không, khi mà mình tán ra nó không phải là thấm quá nhanh, nhưng mà nó vẫn thấm được. Và sau khi mà bạn tán ra rồi á, bạn không có thấy nó linh tông, nghĩa là nó khá là có một cái màng trong suốt sau khi mà mình tán ra, và nó sẽ cần một thời gian để mà khô lại. Bây giờ thì nó chưa khô như nên là nó sẽ dính rít rít đó, khi mà bạn để tóc xuống thì nó sẽ dính tóc á. Nên là mình sẽ để tóc nó rang bên đây một tí xíu. Cái khoảng thời gian nó khô thì chắc cũng khoảng là từ 15 đến 20 phút á. Nếu như mà mình thoa nhiều á thì có thể là nó sẽ take lâu hơn để mà nó khô. Khi mà trong thời gian mà da mình khỏe, da mình bình thường không có gì cả thì mình khi mà mình thoa lên da mặt á, nó không có cái phản ứng hoặc là kích ứng gì cả. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà da mình bị da mình nhạy cảm hơn á, thì mình cảm thấy là khi thoa lên nó bị rát, nó hơi có những cái vùng mà nó quá nhạy cảm, như là cái vùng này nè, cái vùng bên trên má của mình, là cái vùng này của mình khá là nhạy cảm, và nó rát và nó hơi hơi đỏ đỏ một tí xíu, nhưng mà nó sẽ bắt đầu là nó sẽ bay đi, cho nên là nó không có phải là có một cái kích ứng là too bad, quá tệ. Nên cái trải nghiệm của mình với cái kem chống nắng này cũng ở cái mức tương đối thôi. Khả năng chống nước của nó thì nó sẽ không có cái dạng là đọng lại những giọt sương ở trên da, mà là nó sẽ không có làm cho cái lớp kem bong tróc lên. Có nghĩa là khi mà bạn đổ nước vào cái vùng da đó thì cái kem chống nắng đó, nó vẫn giữ yên đó, trừ khi là bạn bạn bôi hoặc là bạn bạn chùi nó ra thôi, thì cái nước của nó sẽ trở nên đục điên tí xíu, thì bạn có thể thấy được là có một ít kem chống nắng nó trôi ra từ đó. Nhưng mà nếu như mà bạn để cho nó khô lại tự nhiên á, thì nó sẽ bắt đầu nó khô lại, và cái lớp kem chống nắng của nó không có bị bong lên. Cho nên đó là cái beauty của nó, là cái sự đẹp đẽ của nó. Và ngoài ra thì cái tuyết kem chống nắng của nó cũng khá là lớn, không có cồn, nó không có hương liệu, nó cũng không có tinh dầu gây dị ứng, kích ứng gì cả. Nếu như mà da của bạn mà không có đến nỗi quá nhạy cảm á, thì bạn vẫn có thể dùng được như thường, và bạn sẽ cảm thấy là thích hợp khi mà dùng nó ở trong cái những cái hoạt động ngoài trời. Và nếu mà da của bạn mà mụn mà rất là nhạy cảm và sau điều trị á, thì có thể là xem lại cái kem chống nắng này ha, vì nó có cái màng lọc chống nắng là lidine camphor 4%, nên là mình cũng sẽ consider đối với những cái bạn mà có da rất là nhạy cảm và sau điều trị, hoặc là bị mụn sau điều trị, kể cả bạn có da sáng, da trung, da nâu, da tối màu, bạn vẫn có thể dùng được, tại vì cái màng trong suốt của nó lên, nó không có làm nâng tông gì cả. Ok, và đó là cái review của mình với cái kem chống nắng này. Bạn thấy thế nào? Có muốn thử cái kem chống nắng này hay không? Và đã thử rồi thì cho mình biết cái cảm nhận của bạn nha. Và còn những cái kem chống nắng nào mà bạn
yêu thích hoặc là bạn muốn mình review thì đừng quên comment ở dưới comment section nha. Và đừng quên subscribe cho kênh channel của mình, vì khi bạn subscribe, YouTube sẽ biết là bạn thích những cái video như thế này và sẽ giới thiệu bạn những cái video tương tự. Mình hẹn gặp bạn trong video sắp tới và chúc bạn có làn da khỏe đẹp. Bye bye.